Chào các bạn nhé, chào mừng các bạn quay trở lại video. Các bạn ơi, hôm nay thì mình lại đi đào cua đấy các bạn ạ. Vâng, các bạn cùng theo chân mình đi đào nhé các bạn nhé. Đây các bạn, mình đã thấy hai cái hang cua rồi các bạn ạ. Đây mình sẽ cho các bạn xem hang cua các bạn nhé. Đây các bạn, đây chính là hang của con cua các bạn nhé. Đây một hang ở trên đây các bạn nhé. Bây giờ mình phải đào lên các bạn ạ. Con cua ở trong hang thì khá là sâu lên các bạn nhé, nên là mình phải đào các bạn nhé. Các bạn ơi, mình đào đấy các bạn nhé. Cua khá là sâu lên các bạn ạ. Sâu luôn các bạn nhé. Ủa, khá là sâu các bạn ạ. Mình nghĩ chắc cũng sắp tới rồi các bạn nhé. Tới rồi các bạn ạ. Đây các bạn nhé. Đây các bạn, mình bắt được con cua rồi các bạn nhé. Đây, cua đồng thì khá là nhỏ rồi các bạn, vẫn không to đâu các bạn ạ. Đây các bạn nhé, mình lại thấy một hang chỗ này rồi các bạn ạ. Bây giờ mình lại tiếp tục đào hang này các bạn nhé. Ồ, ra rồi các bạn ạ, ra một đứa rồi các bạn. Đây, một con khá là nhỏ rồi các bạn. Đây các bạn nhé. Đây các bạn nhé. Đây, mình vừa đào trên hang, cửa hang mà nó ra được một đứa con này các bạn ạ. Đây, chắc là con mẹ bên trong các bạn ạ. Mình đào thêm nhé. Ua, ra được con mẹ to lắm các bạn ạ. Đây các bạn. Đây, mình thì lại rất sợ nó kẹt vào tay các bạn ạ. Kẹt vào tay thì khá là đau các bạn ạ. Đây các bạn nhé. Đây, khá là to luôn các bạn, con này khá là to các bạn nhé. Đây là con mẹ các bạn ạ, mình nghĩ là con mẹ rồi. Đây các bạn ơi, mình lại thấy mà được mấy hang đây rồi các bạn ạ. Có khá là nhiều luôn các bạn nhé. Đào trên hang này các bạn nhé. Cua thì khá là sâu luôn các bạn. Con này khá là to này các bạn này. Đào máy mới ra con này các bạn. Ui, mình sợ nhất là nó kẹp vào tay các bạn ạ. Con này mà nó kẹp vào tay là không nói luôn này các bạn. Con này các bạn ạ. Con này khá là to các bạn. Khá bự luôn nhé. Các bạn, mình lại đào được thêm con này các bạn. Con này cũng khá là to các bạn nhé. Vâng, tí nữa mình đào xong được nhiều rồi mình sẽ đi làm một món cua cực kỳ là ngon các bạn nhé. Được bạn này các bạn nhé. Mình đi đào khá là lâu rồi các bạn ạ. Cũng được khá là nhiều rồi các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ rửa sạch lên các bạn nhé. Vâng, chào các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ đi chặt mang về làm một món cua mang siêu ngon các bạn nhé. Bây giờ các bạn theo chân mình đi chằm ăn các bạn. Măng thì trên lán thì mình bây giờ mình cũng ở trên lán này các bạn, nên là có rất là nhiều măng các bạn nhé. Mình chỉ cần xuống khe suối là có liền các bạn ạ. Đây các bạn, mình đã tìm thấy măng rồi các bạn nhé. Đây, măng này khá là to luôn các bạn nhé. Các bạn thấy chưa ạ? Măng khá là khủng luôn. Đây, măng rất là to luôn các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ chặt các bạn nhé.
mang khá là to luôn các bạn. Đây. Mình sẽ đi đào 3-4 cây gì đó thì chắc cũng đủ rồi các bạn nhé. Mình tìm một lút thì cũng được bằng này mang rồi các bạn. Đây, mang này khá là nhiều và khá là to luôn các bạn nhé. Rồi bây giờ mình sẽ đi chế biến món cua mang cực kỳ là siêu ngon. Các bạn cùng theo chân mình nhé các bạn nhé. Vâng các bạn nhé, bây giờ cua thì mình cũng đã rửa sạch hết rồi các bạn. Mang thì mình cũng đã thái nhỏ hết rồi các bạn nhé. Vâng, bây giờ thì mình sẽ xào lên các bạn nhé. Đây, đây là cua đây các bạn nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ xào các bạn nhé. Chín hết rồi các bạn. Đây, đây là món cua mang của mình các bạn nhé. Nhìn khá là thơm luôn các bạn nhé. Các bạn nhé, xin mời các bạn cùng mình thưởng thức các bạn ạ. Đây, đây chính là món cua mang của mình mà mình chế biến ra các bạn nhé. Khi mình xào chín thì rất là thơm luôn các bạn ạ. Mình chưa từng nghĩ là nó sẽ thơm như vậy các bạn nhé. Rồi sau đây thì mình cũng chuẩn bị ít cơm rồi. Xin mời các bạn cùng mình thưởng thức các bạn nhé. Trước tiên thì mình thưởng thức một con cua trước các bạn ạ. Đây các bạn nhé. Đây là con cua các bạn ạ. Mình thưởng thức, mời các bạn nhé. Rất ngon rồi các bạn nhé. Vừa giòn vừa ngon các bạn ạ. Mời các bạn cùng ăn cơm đấy các bạn nhé. Mình lại chưa nghĩ là món cua măng của mình sẽ ngon tới mức vậy các bạn ạ. Mặc dù mấy con cua đồng quê mình thì cũng rất nhỏ thôi các bạn, nhưng mà mình nấu ra rất là ngon các bạn nhé. Mùa này mới đầu mùa nên là các bạn, nên là vẫn chưa có cua nhiều các bạn ạ. Mùa này đi bắt cua thì vẫn phải đi đào mới có được các bạn nhé. Vì là vẫn chưa mưa mà các bạn, mưa ít thôi mà nên là cua nó vẫn chưa ra các bạn nhé. Lúc nào mưa 7 tháng 8 thì đi thì các bạn, lúc đó thì mình đi bắt thì rất là dễ luôn các bạn nhé. Không cần phải đào vẫn bắt được các bạn ạ. Đây cho các bạn xem cái cẳng của nó đây các bạn. Đây các bạn nhé. Nhìn cái cẳng như vậy thôi mà rất là ngon đấy các bạn ạ. Mời các bạn ạ.
mang này cũng rất là ngon các bạn nhé. Mùa này thì quê mình thì cũng có rất là nhiều mang rồi các bạn ạ. Các bạn hôm nay mình lại tiếp tục ở trên lán các bạn nhé, nên là việc đi tìm mang bắt cua thì rất là đơn giản các bạn ạ, rất là tiện luôn các bạn nhé. Còn gần nhà thì người ta cũng bắt hết rồi các bạn ạ, nên là trên lán hơi xa các bạn, nên là cũng ít người bắt lắm các bạn. Đây các bạn, con này cây càng nó to lắm các bạn ạ. Mời các bạn nhé. Vâng các bạn nhé, video bắt cua của mình thì cũng xin phép dừng tại đây các bạn. Các bạn xem video của mình thì nhớ chia sẻ để anh em bạn bè cùng xem các bạn nhé. Vâng, mình chào các bạn, hẹn gặp các bạn ở những video tiếp theo của mình các bạn nhé.